David Ngô nhận loạt ý kiến trái chiều vì cách xưng hô với bố mẹ, cộng đồng mạng sửng sốt, bộ anh thủ gia đình lắm hả? Nổi tiếng nhờ sự ngô nghê và hài hước, David Ngô nhanh chóng cán mốc 1,4 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, nổi tiếng nhờ câu chào mang dấu ấn riêng. Thế nhưng trong một số đoạn clip gần đây, cư dân mạng chú ý đến cách xưng hô giữa David và bố mẹ. David đăng tải đoạn clip bóc phốt ba mẹ ruột của mình. Anh chỉ ra những điểm chưa tốt của bố mẹ theo phong cách hài hước. Thế nhưng có lúc David mất kiểm soát về ngôn ngữ và gọi đấng sinh thành bằng những từ như nó hai con quỷ đứa khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ. Bên đây David chỉ hai cái đứa quỷ này nè. I mean, nó lộn, ba mẹ của David. Cái này có hai đứa ngồi gần nhau nè. Bây giờ nó mơ đi con. Netizen chơi chọc bộ anh thủ gia đình lắm hả? Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số ý kiến cho rằng David nên học thêm về cách xưng hô với bố mẹ vì đôi lúc gọi như thế lại gây phản cảm, thiếu tôn trọng.